Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin sáng nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 sẽ mở đầu bằng thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Tiếp đó là phần tin trong nước quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 8 tháng 4 đến 17 giờ ngày 9 tháng 4, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 708 trường hợp mắc COVID-19. Đến nay, Cao Bằng ghi nhận 89.077 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 88.505 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 572 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh, thành phố trong nước trở về tỉnh. Trong các ca mắc mới ghi nhận ngày 9 tháng 4, thành phố Cao Bằng ghi nhận 129 trường hợp, huyện Bảo Lạc 44 trường hợp, huyện Bảo Lâm 67 trường hợp, huyện Hạ Lang 30 trường hợp, huyện Hà Quảng 95 trường hợp, huyện Hòa An 54 trường hợp, huyện Nguyên Bình 66 trường hợp, huyện Quảng Hòa 38 trường hợp, huyện Thạch An 106 trường hợp, huyện Trùng Khánh 79 trường hợp. Đến nay, toàn tỉnh có 521 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 9.037 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Trong ngày 9 tháng 4 năm 2022, có 1.029 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 79.462 trường hợp. Về công tác xét nghiệm, toàn tỉnh đã lấy 537.374 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, trong đó có 153.520 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và 383.754 mẫu test nhanh. Hiện tại không có công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 8 tháng 4, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách thực hiện trong quý 1 tại xã Chí Thảo. Đoàn kiểm tra đến kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay của một số hộ dư nợ và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức hội được ủy thác. Tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2022, xã Chí Thảo có tổng dư nợ 17,5 tỷ đồng với 308 hộ còn dư nợ, có 16 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, hội nông dân có số dư nợ hơn 3 tỷ đồng với 64 hộ vay. Hội phụ nữ có dư nợ hơn 3,8 tỷ đồng với 74 hộ vay. Hội cựu chiến binh có dư nợ hơn 4,75 tỷ đồng với 74 hộ vay. Đoàn thanh niên có số dư nợ 5,9 tỷ đồng với 96 hộ vay. Qua đánh giá xếp loại 16 trên 16 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, tỷ lệ thu nợ, thu lãi, giải ngân đạt 100%. Cùng ngày, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giao Ban Công tác Tín dụng Chính sách với các tổ chức chính trị xã hội huyện nhận ủy thác để đánh giá công tác phối hợp quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. 3 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa đạt trên 441,3 tỷ đồng, tăng 4,433 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay là 36,442 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ 31,752 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 441 tỷ đồng, tăng 4,69 tỷ đồng so với đầu năm, với 7.292 hộ còn dư nợ. Riêng đối với công tác ủy thác qua 4 tổ chức hội đoàn thể huyện, tổng dư nợ đạt 440,39 tỷ đồng, chiếm 99,93% tổng dư nợ. Quý 2, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Hòa phấn đấu hoàn thành 80% chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng được giao, hoàn thành 50% chỉ tiêu huy động nguồn vốn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,13%, tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn kỳ cuối và tỷ lệ giao dịch xã bình quân đạt trên 99%, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đông đảo người dân và các đối tượng thụ hưởng biết, thường xuyên kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn, tích cực đôn đốc và bàn các biện pháp thu nợ đối với các món vay có nguy cơ nợ quá hạn trong năm 2022. Chiều ngày 8 tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hà Quảng tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện và 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác
gồm Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã phối hợp đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp 683 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, triển khai nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách với số tiền 75,8 tỷ đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở là 7 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên 1,3 tỷ đồng, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025 với tổng nguồn vốn đạt 441,2 tỷ đồng, doanh số thu nợ quý 1 năm 2022 đạt 18,9 tỷ đồng, bằng 60,22% doanh số cho vay. Đến ngày 31 tháng 3, dư nợ các chương trình tín dụng tăng 12,5 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 60% kế hoạch giao. Trong quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Quảng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo 100% hộ thuộc đối tượng thụ hưởng các chương trình có đủ điều kiện và có nhu cầu vay được đáp ứng vốn phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng cho vay, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động giao dịch xã, sự phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung đôn đốc thu hồi lãi tồn, nợ quá hạn, nợ đến hạn, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách và các chính sách tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 NQCP, huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn, hoàn thành trên 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc đã tiếp nhận và phân bổ 189,210 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2022 cho 2.613 hộ với 12.614 nhân khẩu là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, mỗi nhân khẩu được cấp 15kg gạo, các xã được nhận hỗ trợ gồm xã Khánh Xuân 221 hộ, 1.237 nhân khẩu được cấp 18,555 tấn, xã Xuân Trường 229 hộ, 1.209 nhân khẩu được cấp 18,135 tấn, xã Hưng Đạo 219 hộ, 1.047 khẩu được cấp 15,705 tấn, xã Đình Phùng 218 hộ, 1.035 nhân khẩu được nhận 15,525 tấn, xã Hưng Đạo 219 hộ, 1.047 nhân khẩu được cấp 15,705 tấn, xã Đình Phùng 218 hộ, 1.035 nhân khẩu được nhận 15,525 tấn, xã Cốc Bàng trên 15 tấn, xã Thượng Hà 14,1 tấn, xã Kim Cúc và Bảo Toàn mỗi xã hơn 12,3 tấn, xã Sơn Lộ hơn 11 tấn, xã Hồng Trị hơn 10 tấn, xã Huy Giáp có 76 hộ 379 nhân khẩu được nhận 5,6 tấn. Thị trấn Bảo Lạc có 26 hộ, 100 nhân khẩu được cấp 1,5 tấn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo 17 xã thị trấn tổ chức rà soát đảm bảo cấp đúng đối tượng và bố trí nhân lực vận chuyển, thực hiện hỗ trợ cho nhân dân kịp thời, chính xác, cấp đủ số lượng, chất lượng gạo theo tiêu chuẩn quy định, không để người dân nào bị thiếu đói. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Trước ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022, chiều ngày 9 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tổ mẫu Âu Cơ và quốc tổ Lạc Long Quân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài thành kính dâng hương tri ân công đức của tổ mẫu Âu Cơ. Để tri ân công đức tổ mẫu Âu Cơ cách đây hơn 500 năm, Vua Lê Thánh Tông đã phong thần và cho xây dựng đền thờ mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đền mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1991 và tượng mẫu Âu Cơ là bảo vật quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tới dâng hương tại đền thờ quốc tổ Lạc Long Quân trong quần thể khu di tích lịch sử đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đền được xây dựng tại núi Sim, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2009, đúng vào dịp lễ dỗ tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu năm 2009.
Sáng nay, ngày 10 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần năm 2022 để tri ân công đức các vua Hùng đã có công dựng nước tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Đến thời điểm này, hầu hết các địa điểm đẹp đã kín chỗ và du lịch lần đầu tiên sau hơn 2 năm đã thấy nóng lên tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Cuối tuần này là dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, do được nghỉ bù ngày nên cũng là thời điểm vàng của các đại lý du lịch kích cầu dịch chuyển của người dân. Dịp lễ năm nay, các công ty du lịch tất bật hơn năm trước do quy định được mở lại các đường bay quốc tế, nên lượng khách Việt đặt tour đã tăng trưởng 2 con số. Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel, chi nhánh Hà Nội, kỳ nghỉ lễ năm nay khách đi tour theo hai xu thế. Thứ nhất là khách hàng đi tự do đặt qua công ty du lịch. Xu thế thứ hai là khách đi tour chọn gói. Trong nước, khách chọn đi đến các địa điểm như Nha Trang, Đà Lạt. Còn đi nước ngoài thì khách chọn các tour Đông Nam Á. Cũng theo ghi nhận, giá phòng hiện nay các khách sạn 4 đến 5 sao không có sự đột biến. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng khá cao do chuyến bay vẫn còn hạn chế. Đến thời điểm hiện tại, các điểm đẹp như Phú Quốc, Nha Trang hay những địa điểm gần Hà Nội như Quảng Ninh đã dần cạn. Phân khúc 4 đến 5 sao, giá hợp lý là lựa chọn hàng đầu của du khách. Để tăng kim ngạch xuất khẩu lớn hơn, các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp cần có thêm các giải pháp để hỗ trợ, từ đó chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu nông sản chính ngạch. Có tới 70% lượng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn theo hình thức tiểu ngạch, còn gọi là trao đổi cư dân biên giới. Mặc dù không có nhiều thủ tục phức tạp nhưng hình thức xuất khẩu này tiềm ẩn nhiều rủi ro như tắc biên, bị đối tác phía Trung Quốc ép giá, thậm chí hủy đơn hàng. Xuất khẩu nông sản được hưởng mức thuế 0%, tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam lại gặp khó khăn khi quyết hình thức xuất khẩu vì phụ thuộc nhiều vào đối tác phía Trung Quốc. Xuất khẩu tiểu ngạch thường được doanh nghiệp hai bên lựa chọn bởi không yêu cầu khắt khe về bao bì, nguồn gốc xuất xứ và chủng loại nông sản cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam khi các cơ quan chức năng nước bạn đang ngày càng siết chặt các quy định đối với hàng nông sản nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi quan niệm Trung Quốc là thị trường dễ tính. Tình trạng ùn tắc hàng nông sản tại các khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua cho thấy hình thức xuất khẩu qua đường tiểu ngạch đang ngày càng trở nên bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng cục Hải quan nhận định, tiềm năng nông sản, thị trường, năng lực, khả năng tiêu thụ của Việt Nam còn rất lớn, nhưng hiện nay vẫn chủ yếu tập trung ở các địa phương giáp biên. Vì vậy, để tăng kim ngạch lớn hơn, ngành hải quan rất mong muốn các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp cần có thêm các giải pháp để hỗ trợ, từ đó chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu nông sản chính ngạch. Theo dự thảo, mức đóng tháng với các trường hợp trên tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Thân nhân của người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý tại dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, sau đây gọi chung là người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn theo quy định của pháp luật. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, thân nhân người lao động quy định tại khoản 1 điều này. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tốc độ cung ứng nhập khẩu vaccine và phấn đấu hoàn thành việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, ngày 9 tháng 4. Thủ tướng yêu cầu thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine mũi 3 và dứt khoát phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 4. Đẩy nhanh tốc độ cung ứng nhập khẩu vaccine và phấn đấu hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 với quyết tâm cao nhất để chuẩn bị năm học mới an toàn, hiệu quả. Thủ tướng giao Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiêm mũi thứ 4 cho các đối tượng cần phải quản lý rủi ro. Chuẩn bị các kịch bản cho tình huống có biến chủng mới, lây lan nhanh, nguy hiểm hơn và luôn chủ động về nguồn vaccine, thuốc điều trị, sinh phẩm trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các bộ ngành có liên quan với quyết tâm chống dịch hiệu quả, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Chuyển sang tin quốc tế, Bộ trưởng Y tế Australia vừa thông báo thuốc Paxlovid của Pfizer sẽ được đưa vào chương trình trợ cấp dược phẩm của nước này từ ngày 1 tháng 5 tới. Paxlovid được sử dụng để điều trị các triệu chứng nhẹ đến trung bình của bệnh COVID-19. Các kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc Paxlovid giảm 88% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong khi dùng trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Đối tượng được kê đơn sử dụng thuốc này là người trên 65 tuổi có hai yếu tố nguy cơ khác có thể mắc bệnh nặng hoặc người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng. Loại thuốc này sẽ được bán với giá 42,50 USD, tương đương hơn 700.000 Việt Nam đồng cho mỗi đợt điều trị và có mức giảm cho các đối tượng được ưu đãi. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.